Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Giang Nam Audio lại tiếp tục về một sản phẩm. Đấy là một cặp loa User S520. Đây là cái lưới của nó nha. Em quay qua cho anh em xem. Lưới đẹp nhá, đủ tem. Lưới đẹp, đủ tem. Và đây là đi vào hình thức của cặp loa. Cặp loa rất là đẹp luôn anh em nhé. Màu đỏ piano, màu đỏ bóng piano, rất là đẹp. Đấy, cặp loa siêu đẹp luôn, hàng ship từ Nhật về anh em nhá. Đây là những cái này mình đấy, đẹp như này mà nhá. Và sau đây em sẽ quay mặt sau anh em xem. Cặp loa User bản đặc biệt luôn anh em nhá. Màu đỏ piano và đây là bản đặc biệt. Rất là đẹp này. Đấy, quay anh em xem. Siêu đẹp luôn. Đây là một cái bản đặc biệt rất là ít gặp. Rất là hiếm. Đây là đời 2 cầu anh em nhá. Bản màu đỏ mà đời 2 cầu là cũng rất là hiếm anh em nhá. Đấy, rất là ít gặp, hiếm. Và loa này là trùng series 110 và 110, trùng series anh em nhá. Và đây là một cái bản chữ ký. Bản này là bản chữ ký. Bản này thì rất là hiếm luôn. Không phải loa nào cũng có dòng bản chữ ký này anh em nhá. Đấy, một cặp loa siêu đẹp, hàng mới về luôn. Em vừa mới về mới bóc ra luôn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em nhé. Xin cảm ơn anh em.